Thưa quý vị, ngày nay, trẻ em đến trường không chỉ học tập mà còn được rèn luyện kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, nhiều trường mẫu giáo hiện nay đã đầu tư cải tạo, xây dựng những trường cổ tích độc đáo, tạo niềm hứng khởi cho trẻ khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Đến với một buổi vui chơi của các em nhỏ ở trường mẫu giáo Sao Mai tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, chúng tôi khá ấn tượng với khu vườn cổ tích xinh xắn như một công viên thu nhỏ như thế này. Với các tiểu cảnh hồ cá, thác nước, xích đu cùng nhiều loại động vật trên thảm cỏ xanh mướt được dựng ngay tại khuôn viên trường. Sau những giờ học trên lớp, các em được thoải mái vui chơi ở khu vườn cổ tích ý nghĩa này. Từ khi trường mà xây dựng cái khu vườn cổ tích này á, thì hàng ngày giáo viên chúng em á, thường dẫn học trò ra sân chơi, ra khu vườn cổ tích chơi. Qua đó chúng em sẽ dạy cho các cháu là biết bảo vệ môi trường, như là chăm sóc cây xanh, có thể là mần cỏ, nhặt cỏ, quét rác hoặc là tưới nước cho cây. Bên cạnh đó thì khu vườn cổ tích này thì có những cái nhân vật hoạt hình. Qua đó chúng em sẽ kể cho trẻ nghe những cái câu chuyện về những cái nhân vật hoạt hình đó. Thông qua đó giúp cho các trẻ biết được tình yêu quê hương, đất nước và cho đi và sẽ nhận lại. Khác với các mô hình của các trường mẫu giáo khác, nơi đây đã phát huy tối đa phương châm vừa học vừa chơi trong khu vườn cổ tích đầy mới lạ. Bên cạnh được tham gia các trò chơi vận động, đặc biệt trẻ còn được nghe kể về những câu chuyện cổ tích. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về nhân cách, lối sống của trẻ sau này. Ngoài khu vườn cổ tích, nhà trường còn dành ra khoảng không gian tạo khu vườn rau sạch để các bé gần gũi hơn với môi trường bên ngoài, thỏa sức khám phá. Tất cả các hạng mục ở đây không chỉ đẹp mà còn đảm bảo sự an toàn cho trẻ. Thì khi tôi thấy là gửi con ở đây thì các bé về, các bé rất là lanh lợi. Về cái khu vườn cổ tích này thì làm cho bé thấy yêu thiên nhiên hơn, gần gũi thiên nhiên hơn. Và khi bé về thì bé biết được các con vật, bé biết được các câu chuyện nhờ các cô hướng dẫn. Thì nhà trường đã xây dựng vườn cổ tích. Thì cái vườn cổ tích này thì mình làm thì cũng hai giai đoạn. Nghĩa là năm 2020 thì trường mua một số cái con thú để bỏ vào trong vườn. Rồi sau đó là mình cải tạo lại thêm các cái hạng mục, ví dụ như suối nước hay là những cái lưu nước mà mình ghi những cái câu mà mang tính giáo dục, ví dụ cho là nhận để giáo dục trẻ. Trong thời gian tới thì trường sẽ đầu tư thêm một số hạng mục mà như là các cái nhân vật cổ tích để cái khu vườn mình nó phong phú hơn, giúp cho trẻ có nhiều cái để khám phá hơn, để trải nghiệm hơn. Khả năng sáng tạo của trẻ ở giai đoạn tuổi mầm non thường rất phong phú đa dạng. Với những vườn cổ tích độc đáo như thế này, những giờ học của trẻ sẽ không còn nhàm chán, mà trái lại, trẻ còn được khám phá, trải nghiệm, phát triển toàn diện các kỹ năng. Có thể nói, mô hình thiết kế khu vườn cổ tích này cần được phát huy và nhân rộng hơn nữa, nhằm tạo một môi trường học tập tiến bộ, để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui.